Amber cô Chipu biểu cảm của hai chị em khiến dân tình khó đỡ. Amber và Chipu đã khiến cộng đồng mạng thích thú với biểu cảm cực bựa của họ trong một đoạn video chat call được chia sẻ vào ngày 19 tháng 1. You're so annoying. Hey, friend. I want you to have the first listen with my other friends. Go ahead, listen to it. Let me know. So excited. Hey, sounds sexy. I'm just so embarrassed. Mặc dù video có vẻ đã được quay từ lâu nhưng vẫn khiến người xem không thể rời mắt với sự hài hước của Amber và Chipu. Khi Chipu xuất hiện trên sóng Đạp Gió 2023, vì Amber biết tiếng Anh nên được các chị đẹp còn lại nhờ làm cầu nối giúp đại diện Việt Nam giao tiếp với mọi người. Amber cũng lập tức hỏi han, quan tâm và giúp Chipu hòa nhập với mọi người. Ngoài ra, Chipu và Amber còn có nhiều khoảnh khắc thả thính khắp trường quay. Trong đoạn phỏng vấn tại chương trình, Chipu cũng chia sẻ Amber rất tinh tế và quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi được hỏi yêu mến chị đẹp nào nhất trong chương trình, Chipu đã trả lời là Amber, tôi vô cùng thích cô ấy. Chipu còn chia sẻ thêm, Amber là người bạn đầu tiên của cô khi đến Đạp Gió. Đồng thời, Amber cũng là người mà cô thường xuyên nhờ tư vấn khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Trung Quốc và đã nhận được nhiều lời khuyên bổ ích. Chipu tiết lộ, dù lịch trình bận rộn nhưng chỉ cần cô nhắn tin, Amber sẽ lập tức gọi điện để nói chuyện với cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Amber rất chi kỷ mà nhắn thêm nhiều tin nhắn nữa. Xuất hiện tại chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 của truyền hình Trung Quốc, Chipu nhận được vô số lời khen từ khán giả. Xinh đẹp cùng khả năng trình diễn của mình, Chipu được cư dân mạng Trung Quốc yêu mến. Khán giả nơi đây cũng nhiệt tình đẩy thuyền cô với Amber, cựu thành viên nhóm S10, nhà SM. Thực tế, cả hai cũng rất thân thiết. Khán giả từng bắt gặp cặp đôi đi chơi riêng ở Trung Quốc. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng khiến cộng đồng mạng dần dần.